heo đất, mẹ vừa cho con heo đất đi ho đi o. Ngày hôm nay em vui lắm, cầm heo trên tay em ngắm đi o đi o. Làm sao cho heo mau lớn, làm sao cho heo mau lớn đi o đi o. Heo không đòi ăn cơm, heo không đòi ăn cám, heo chỉ cần em bế trên tay ô. Em không thèm mua kem, em không thèm mua bánh, em để dành cho heo. Em lì xì heo đẫn 200 mỗi ngày. Một con vịt xòe ra hai cái cá, nó kêu rằng quạc 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 quạc. Gặp hồ nước nó bị bà bị bom, lúc lên bờ vẫy cái cánh cho cô. Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi. Cha thằn lằn buồn thiêu gọi chúng đến mới mang cho. Ô con này mày ngu sao mày cắn đứt đuôi em mày, cắn đứt đuôi em mày lấy gì mà ngoài đây. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh. Bướm bướm bay năm ba vòng, bướm bướm bay năm ba vòng. Em ngồi xem, em ngồi xem. Con chim non trên cành cao, hót véo von, hót véo von. Em yêu chim, em mến chim, vì mỗi lần chim hót em nghe. Chú voi con ở bản đôn, chưa có ngà nên còn trẻ con. Từ rừng già chú đến với người, rất ham ăn với lại ham chơi. Voi con ơi, voi con ơi, mau lớn nhanh, có thân hình to, có sức đi khắp miền rừng xa.